Giờ mình test thử cái bộ L 50 dân ma rồi con. Chưa rửa nha. Giờ quay thử một mình luôn nha. Con dở này lên ha. Để giật thử nó có đề luôn nè. Mình giật thôi. Kéo tới trung cứng. Đây, tới trung cứng cho bà con. Rồi cái cò bè con bẻ xuống. Ừ, cái chạy không nha. Nó một mình một quay một giật luôn. Tới luôn cả rồi. Lâu lắm thấy là bộ đẹp nữa rồi con. Đẹp không? Lâu lắm thấy được cái bộ đẹp nữa rồi. Văn ma ITA 50-500. Máy là máy là năng lượng rồi con. Quá đẹp. Con mua được cái này xài biết chừng nào. Nhìn còn nguyên vẹn luôn á. Con là cái sợ luôn, 08, 035, 037.